chia tay Hoàng Thịnh cùng cuộc sống gia đình viên mãn, chúng ta sẽ gặp gỡ với một cầu thủ mà chỉ trước đây không lâu, nhiều người nghĩ rằng anh sẽ phải chia tay với sự nghiệp quần đùi áo số. Đó chính là Dương Văn Hào. Đứt toàn bộ dây chằng cổ chân và gãy 1/3 xương mát là một chấn thương cực nặng với một cầu thủ. Nhưng Văn Hào đã có một hành trình hồi phục rồi trở lại đầy ấn tượng. Cầu thủ Dương Văn Hào là một cái cầu thủ mà tôi nghĩ là một cái cầu thủ chất lượng mà chúng tôi đã đào tạo. Khả năng kinh tế và nhạy cảm với khu vực cầu môn. Rõ ràng nếu mà khi Hào mà không chấn thương thì tôi đánh giá cao Hào là một cầu thủ trẻ, rất là nhiều tiềm năng. Khoảng thời gian đầu thì cũng có suy nghĩ tiêu cực một chút về sự tương lai của mình, không biết là mình nghỉ đá bóng mình sẽ về mình sẽ phải làm gì. Nói thì nói vậy thôi, nhưng trong thâm tâm của Văn Hào, bóng đá bỏ thế nào được. Chấn thương gãy 1/3 xương mát, đứt toàn bộ dây chằng cổ chân. Có thể với Dương Văn Hào, đó là một nốt trầm khiến anh mông lung về sự nghiệp. Nhưng tuyệt đối, đó không phải là lý do để Văn Hào đặt dấu chấm hết với bóng đá. 3 tháng phải chống nạn, 12 tháng đôi chân không thể chạm vào bóng. Nhưng với tình yêu, đam mê và sự nỗ lực, sau gần 2 năm vắng bóng trên sân cỏ, chàng cầu thủ có biệt danh Hào Su đánh dấu sự trở lại của mình tại giải hạng 3 2019. Một sân chơi có thể nói là hơi nhỏ so với tầm vóc của cầu thủ từng thi đấu tại vòng chung kết U20 thế giới, nhưng cũng vừa đủ để Văn Hào có thể mở ra một chương mới trong sự nghiệp của mình. Cảm xúc của em lúc đầu rất là vui vì lâu lắm rồi mình mới lại được đá được tại được bóng. Đối với em ở giải hạng 3 này thì nó có ý nghĩa là nó giúp em lấy được lại thể dạng cũng như là cảm giác thi đấu trước đây. Em nghĩ là dần dần thì mình sẽ phải bắt đầu và phải có một cái cảm giác thi đấu thật tốt nhất thì bắt đầu phải từ giải hạng 3 này là nó là cái gì đó rất là tốt cho em để em bắt đầu một cuộc hành trình mới. Trình diễn của Hào như là một cái phần khởi động để cho em nó tiếp vào một cái giai đoạn mới. Khi mà hầu như là 4 trận là em Hào thi đấu gần như là trọn vẹn trong suốt 90 phút. Hào dần dần đã lấy lại được cái vốn có trước đây, nhưng mà để mà đạt một phong độ 100% thì chưa. Về màn trình diễn của em mà em nghĩ là cũng chưa thật sự tốt vì còn rất là nhiều yếu kém. Vì sau hơn 1 năm quay trở lại thì đây là giải đấu đầu tiên sau khi chấn thương mà em đá lại. Nghĩ là điều đầu tiên khó khăn nhất là mặt tâm lý cũng như là cảm giác bóng, sức khỏe mình. Vì mình cũng rất là sợ những pha bóng trước đây mình đã gặp phải khiến mình chấn thương. Tại giải hạng 3 2019, dù rằng đội trẻ Viettel thất bại trong việc giành quyền lên chơi ở hạng nhì, tuy nhiên với cá nhân Văn Hào thì thành tích 3 bàn sau 4 trận lại là một khởi đầu không tệ. Và đó cũng là cơ sở để Hào Su tự tin hơn cho những chặng đường phía trước. Sau cái giải này tôi nghĩ là Hào sẽ hòa nhập tốt để cho cái V-League sắp tới. Có lẽ điều khát khao nhất của em bây giờ được trở lại thi đấu và tập luyện cùng mọi người để chuẩn bị cho giải V-League sắp tới. Còn về tương lai thì em mong muốn là sẽ một ngày nào đó lại được khoác trên mình màu áo đội tuyển quốc gia.